anh lại nhá. Nhưng mà xe bẩn quá nhỉ. Bẩn gì có quay ở ngoài đâu, anh em mình chỉ quay lúc anh em mình đi thôi. Nhưng mà quay cái gì? Cái lên đây. Quay kiểu gì? Ừ, lên đây. Này nhớ ghế nhá. Nhớ ghế 1 2 do anh tự chỉnh thôi. Rồi. Bỏ mấy cái này đính tinh nhá. Ừ. Miếng gì đấy? Miếng nắp sắt lốp ấy mà, nhưng mà nó hết pin rồi, em chưa sạc. Bắn thế. Kinh đấy nhỉ. Em đi cùng anh thì em nên cài seat belt cả. Em phải quay cái gì đấy? Quay anh em mình đi xe thôi. Driver mode là cái mode gì nhỉ? Driver mode là Eco Sport. Eco Sport. Eco là phải dừng thì mới chuyển được hay là đang đi bình thường cũng chuyển được cái gì? Rồi hay quá, mình sẽ đi thử. Sáng được quay. Anh thì cũng mới lấy bằng lái xe thôi. Đi đóng cho lên Nội Bài cũng được. Ít khi lái xe đi từ đây đến Nội Bài cũng được. Ừ. Nó khác luôn. hay kiếm tiền đổ xăng. Em chuyên chạy Nội Bài à? Em thì ít chạy lắm. Ngày chạy khoảng chạy một vòng hai vòng là con ngồi điều xe cho anh em nó chạy là chính. Cái dịch vụ ấy hay nhỉ? Rẻ hơn taxi bao nhiêu mà xe siếc thì nó ổn hơn. Nó ổn hơn. Xe cá nhân, xe gia đình tiện thì mình chạy thôi. Quay là mày quay được không anh? Anh đang quay rồi đấy. Em cứ nói gì em cứ làm gì cứ làm đi. Anh đang chờ mua cái con 2019. Ra thì mua luôn thì cũng được nhưng mà hơi tiếc tiền. Mua luôn cao anh ạ. Bây giờ mua thời điểm là cao. Mua luôn thì hơi tiếc tiền thuế. Nên là chờ xem có xe lướt thì mua xe lướt thôi. Xe lướt khó lắm, ít lắm. Có, nhưng mà nó cũng cao. Nó vẫn cao mà. Hôm vừa rồi có một con 2.0 bản cao nhất từ Sài Gòn chuyển ra, nó bán 710 triệu. Mua mới bây giờ là 730. Mua mới là 730 là đăng ký chưa nhỉ? Đăng lăn bánh hết rồi, 730. Bạn em nó vừa lấy xong, vừa lấy được mấy hôm. Thế thì mua mẹ mới nhỉ? 730 nhưng mà bản 1.6. À đấy, bản 1.6 nó rẻ hơn. Cái kia bản 2.0 của nó 2.0. Là tính ra gần 800 mà tính ra là khoảng 760, 770 gì đấy. 760 mấy triệu ấy. Ờ, đại khái là rẻ được khoảng 5-60 triệu. Thì mà đi nói gì đi 2.0 vẫn thích hơn. À, ừ, nó, nhưng mẹ bản full nó phải mà, bản full nó phải hơn mẹ bản thiếu chứ. Chẳng cộ thì cái quan trọng gì đi cái xe. Đi đi thì đổ. Trừ khi là ông đi xe mẹ nó to quá, nó đắt quá thì nó tốn nhiều. Úi dồi ôi, tôi chết rồi. Gách lên luôn. Mẹ nó cao nó phải gách chứ, mình thấp mình gách làm gì. Mà nó không có góc. Kệ nó. Cái sân bay nó quá nhiều xe anh em làm nhỉ? Chưa kể taxi. Taxi bây giờ không ai đi được, ít lắm. Ừ, đắt. Thứ nhất là đắt, xong rồi thứ hai là bẩn. Bây giờ toàn xe nhà, thanh niên cái thứ đi nhau mua xe nhưng mà toàn nó toàn mua cái xe vía người ta cũng chả đi mấy đâu. Gọi xe thì cứ gọi được cái nào thì là random chứ đúng không? Có chọn được đâu. Có chọn đâu. Nhưng mà thường người ta đi một lần ấy thì đúng rồi. Người ta đi một lần mà người ta biết ấy. Người ta lấy số luôn đúng không? Bọn em thấp nhất là toàn cái tầm xe như này này. Mazda 3. Như này là cùng nhau mà còn bình thường hơn không? Nhưng mà thường anh thấy gọi qua tổng đài chỉ gọi được lần đấy. À, tức là gọi một lần xong lần sau là căng gọi, gọi thẳng luôn rồi chứ không nào qua tổng đài. Mà làm ăn thế thì cũng mẹ chết dở nhỉ. Chả thì mình mất tiền phí mà anh. Mất phí đấy nhưng mà phí gọi thẳng thì luôn cho nhanh, gọi qua tổng đài làm gì? Ở tổng đài đấy thì bọn tổng đài nó móm à? Đâu, nó móm sao được, nó vẫn thu phí mà. Nếu mà nó vẫn thu phí của em mà. À, tức là nó là kiểu phí tháng thôi, như kiểu là làm taxi thôi đúng không? Vâng. Được. Thì nó như kiểu bọn Grab rồi các thứ đấy. Ừ. Nó
nó có cắt phần trăm hết chứ. Chứ mình cứ như thế mình đi phục vụ nó, mình mà là tổng đài xem anh nghĩ là em thì sao? Đúng rồi. Làm ăn thì nó phải có trước có sau chứ, cắt cầu là mẹ cũng bền được. Nói tâm cái tâm cùng phân khúc thì con này em thấy đi là ok, một Mazda 3. Một Mazda cho em đi Mazda 3. Mazda 3 có vẻ là chật hơn và ổn hơn đúng không? Ổn. Nhưng mà cái cảm giác lái Mazda 3 lại thích hơn. Thì ông chạy tốc độ cao thì nó chắc hơn. Chạy tốc độ cao thì nó chắc hơn thôi, nhưng mà con này chạy tốc độ cao thì lại chuyển qua chế độ sport thì nó tay lái nó lại nặng. Nó lại đầm. Đấy, quan trọng là lúc chạy tốc độ cao là tay lái nó phải đấy, thì chắc chắn qua sport. Thì anh sẽ chuyển eco sport. Này là tay lái nó nhẹ, lại nhẹ bấng à. Đúng rồi. Đúng không? Eco là kiểu thứ nhất là đi từ từ ở trong phố đấy, thì trong phố đi từ chân ga nó có cái độ trễ. Đạp một cái anh như ấn lên nó có cái độ trễ, nó không kiểu phục vào luôn đâu. Hay đấy nhỉ, nghe kích thích thế nhỉ. Bình thường em chạy từ Hà Nội lên Nội Bài lâu, mất bao lâu? Nói chung là từ Hà Nội, từ trung tâm ấy, tính từ quận trung tâm đi khoảng tầm 30 phút. Nếu mình đi một mình thì chắc là khoảng tầm 15 phút là cùng. Ý là không bay à mẹ? Thật mà từ cầu Nhật Tân này lên trên bay có 10 phút. 10 phút, từ cầu Nhật Tân này lên thì 10 phút. Ây da. Mình sẽ chuyển sang chế độ sport nha. Rồi, sport. Không khóa cửa vào. Không tự động khóa à? Em tắt đi mà. Con này là 6 số nhỉ? 6 số ấy. Có số tay 6 số. Ôi thì mẹ máy nó đang nghĩ hộ rồi còn dùng số tay làm gì. Nhưng mà dít lúc sport này là toàn anh thấy toàn lên khoảng một tour 6.000 nó mới chuyển số. Đấy là nó mình giữ chân ga. Chứ mình nháy, nháy ra nhẹ cái là nó lại vào tự vào luôn. Mẹ đi sport thì tốn xăng như thế nào. Vâng, thì tất nhiên đi sport nó khỏe hơn. Buổi tối này trên này mà nó còn đua xe từ đây lên cao tốc Hà Nội Lào Cai. Ai? Nó đua toàn cái nó đua vui anh, như kiểu đường phố ấy, nước ngoài ấy. Nó cứ độ độ ấy, nó đua chuyện bình thường mà. Kèo kèo suốt ngày mà. Nhưng mà chắc chỉ 1-2 xe đua với nhau thôi đúng không? Ui cái đéo gì này. Ui. Thì độ chục xe, 7-8 xe chục xe. Nó phải lên xem được. Buổi tối muộn cơ, ví dụ là đêm ấy. Đêm 1-2 giờ sáng ấy. 1-2 vòng, thế nên là buổi sáng sớm thỉnh thoảng hay thấy tai nạn ấy. Là từ đêm hôm trước đúng không? Thấy tai nạn và từ 4-5 giờ sáng. Nói chung cái xe Cerato rồi là ngày xưa nó là Forte rồi K3 thì nó là một cái xe sedan mà rất là hay nhỉ. Tiền thì nó rẻ, không đắt, rất là hợp lý, chất lượng thì đảm bảo, rồi option thì vô biên luôn đúng không? Cùng phân khúc thì nó những xe Hàn mà cùng phân khúc với cái tầm giá tiền đấy thì thấy là nó hợp lý. Còn Mazda 3 thì nó cao hơn, cùng phân khúc thì con này nhiều option. Mazda 3 trông thấy cũng không nhiều lắm đâu, nhưng mà chất lượng xe là cái xe chất liệu ở bên trong Mazda 3 nó xịn hơn, đẹp hơn. Con này phải nhìn con 2019, nhưng mà bây giờ con này so nội thất với con 2019 thì con này lại thua hoàn toàn nhỉ. Đời sau lại, nhưng mà máy móc thì nó lại như nhau. Con này là 2 chấm nhá. Con này 2 chấm kia nó có bản 1.6. 1.6 nó không có chế độ sport với các thứ đâu. Nó kiểu thiếu ấy. Nó cũng có đấy, nhưng mà nó không biết gì nhỉ, nó có mấy bản, cái một bản gọi là bản nó thiếu ấy. Có một bản thiếu, cắt hết, không cắt có cửa sổ trời rồi cắt hết chẳng một có gì. Bản nó mà 1.6 Deluxe thì là có cũng đầy đủ, nhưng mà đèn đấy các thứ thì nó lại thiếu hơn bản 2 chấm. Đèn thì nó lại đèn vàng halogen nhưng mà vẫn có cái projector, nó cũng sáng nhưng mà ánh sáng vàng.
Nói chung là đã, nếu mà cái độ tiền nó chênh nhau không nhiều thì cứ chơi bản full hết. Bởi vì là có những thứ mình muốn thêm, nếu thêm vào được. Không thêm được. Không muốn lắp thêm, không muốn độ lên cũng không độ được. Nó như vậy rồi thì không độ được luôn. Ừ. Nhưng mà nếu chạy gia đình thôi, còn chạy kinh doanh thì cái nào rẻ, cái nào tốt thì chơi. Còn... kinh doanh thường thường là người ta 1.6 là căng. Nội Bài bây giờ đường này đông nhỉ? Từ đây lên Nội Bài đông. Đi thẳng có đường quay đầu nhỉ? Đi thẳng có đường quay đầu, rẽ vào cái đường phía trong xong quay lại. Đi thẳng lên đoạn. Hôm trước anh rẽ ra bên, anh chạy xe anh hay test, anh xe hay rẽ ra đường 5. Rẽ đường 5 á? Đường 5 thì anh lại quay lên. Đây này, rẽ đây này. Nhưng mà đường đấy bây giờ nó cũng đông. Nhiều xe công, thỉnh thoảng mình hay biểu diễn quả vượt xe công để anh em họ xem YouTube họ hiểu cái cảm giác là cái xe nó mà nó cái xe nó mạnh ấy thì nó hơn nhau với cái xe yếu nó ở cái chỗ nào. Đi trong phố thì nhiều khi không bao giờ cảm giác được cái đấy, thế nhưng mà đi ra đường trường thì những quả vượt thì hôm trước anh chạy con Fiesta của chị Hưng, con bản con 1.0 bản EcoBoost ấy. Con này lái sướng. Con này đầm xe, mà nó bốc. Nó cũng tốn xăng. Ông kia ông đi i10 khoảng 10 ngày đổ xăng một lần, ông chuyển sang ông đi con Fiesta khoảng 5 ngày đã phải đổ rồi. Mà quãng đường vẫn thế. Con này lái chế độ sport nó cảm xúc phết đấy chứ. Chế độ sport nó cũng nặng tay lái phết đấy. Với cả là cái ga ấy, chân ga thích. Ga nó khỏe hơn. Cảm giác nó nhạy hơn. Đường đông như là mẹ lên sân bay mà. Lên sân bay. Đường đông như là trong phố này. Rất thật. Mà đã đi sân bay là phải đi xe hai đầu đúng không? Chứ còn cái loại hatchback thì không chạy được. I10 cũ ngày xưa là sao chạy sân bay được. Khách mẹ nó để được vali vào đằng sau. Cái đồng chí nhà đi không đủ tốc độ, cứ đi vào cái làn chính này rất là khó chịu. Người ta xe tải, đây là cái cảm giác của lái xe tải khi mà lái ở cái đường ngoài kia thì nó chỉ tính làn trong cùng là làn tốc độ cao thôi. Cùng phân khúc mà cảm thấy cả con này đi thì là cũng ổn rồi. Nhiều chế độ các thứ nó cũng chuyển sang chế độ, nó cũng nặng tay lái như kiểu bên Mazda không có chế độ gì cả. Mazda anh tưởng cũng có sport biết thứ nhỉ? Có số tay nên nó có hai đời. Trước là nó cũng là số tay cả xa, vẫn còn cái đời phanh tay chưa có phanh điện tử. Sau 2018 ấy bắt đầu có phanh điện tử. Nó có cái Mazda thì nó có cái nội thất nó hơn, nhưng mà nó lại hơi chật hơn một chút thì phải. Mẹ nó chật hơn con này một chút. Chật lắm. Không rộng như con này. Mazda 2 thì mẹ siêu chật mẹ luôn, phải Mazda 3. Mazda 2 quá chật luôn. Ủa, ai trưởng đường đông. Chợ thật. Ngày này lên sân bay mà mùa hè đi du lịch các thứ nhiều sân bay đông lắm nên là Hà Nội còn đỡ đấy, vào sân bay Tân Sơn Nhất mới kinh khủng. Luôn luôn là phải đi trước mấy tiếng đồng hồ để xếp hàng. Vượt qua được cái đường để đi vào sân bay rồi, đang vào trong xếp hàng check in khổ. Optima này, con này cũng ngon nhưng mà bán được ít vì nó đắt. So với tầm tiền đấy, cái tầm tiền đấy hàng người ta mua xong. Nhưng mà vấn đề là câu chuyện là nhìn nó cũng không khác gì lắm đúng không? Nó không khác biệt lắm so với cả con đời thấp hơn con xe ô tô. Thì xe ô tô anh thích con K3 ấy. Con K3 cái dáng đẹp. K3 đèn nó đẹp. Đèn trước đèn sau nó rất là đẹp. Bây giờ là vẫn đẹp mà chứ có ai chê đâu. Bây giờ vẫn đẹp mà khéo hay mua mẹ K3 đi nhỉ. K3 thì bây giờ nó chỉ rẻ tầm 550 đến 580 thôi. Là đẹp. Tầm 550 thì con này bây giờ mà em bán đi nó chỉ tầm 600 thôi mà. Hơn 600 tí. Ôi mẹ đây chứng tỏ K3 giữ giá nhỉ. Giữ giá mà đèn đẹp mà. K3 đẹp mà. K3 dáng thể thao nhìn nó hay. Nó là đầu tiên của bọn cái dòng xe phân khúc C này của con Kia thì nó đâu trước là nó Forte nó đổi cái dáng ấy đẹp xong rồi đổi sang K3 xong rồi về Celato ra nó đổi cho thị trường thôi. Ông Trường Hải thì cứ nhập về. Con này mấy túi khí nhá? 2 à?
2 đâu. Ờ. 4 hay 6 ấy, 6. 6, đấy chắc là 6. 6. Ừ. Đây này, hai chiếc airbag này đây này. Trên đầu, trên đầu đi rèm. Em chạy thì chắc em hay phóng nhanh, thế thì chắc là không biết tốn xăng như nào đâu nhỉ. Không, em đi là mình dự đều tốc độ, mình không kiểu thấp thấp ấy. 200 thôi, nhưng mà nói chung là cái gì 200? Tốc độ ấy, bình thường đi buổi tối mà vắng vắng 200 mà không bình thường thì 100. Thật mà. Anh đang quay đấy. Vâng. Ông này ông phóng xe này 200 km/h. Được. 205. 205 à? Trung bình cứ cho 200. Tí về gửi cho anh cái ảnh 205 nhá. Đây là em có luôn này. À, tí gửi cho anh nhá. Không, em thử mà. Ờ, được. Buổi tối 205. Định trung bình ấy, đi ngày nào thì trung bình, còn đâu bình thường trung bình. Thôi đi từ từ thôi, đường này đi buổi tối nguy hiểm mẹ. Hôm nay chạy 100 thì bình thường. 100 gọi là bình thường, ngồi nhiều khi mình mà làm thì cũng có khách hứa thêm người ta. Người ta vội đúng không? Người ta hốt đấy. Ờ. Vì đi với cảm giác từ 100 lên đến 150 là khác, mà lên 200 cảm giác nó hoàn toàn khác nhau. 200 ông chỉ có ngồi im, ông giữ tay lái thôi chứ ông lái đếch gì nữa. Nguy hiểm, thực ra những cái xe này nó không sinh ra để không chạy ra đi cái tốc độ đấy. Đấy. À, em biết mà. Nhưng mà mình đi thì là thi thoảng thôi. Thôi. Ừ. Chứ mình cũng không lên cổ súy cho cái đấy. Đúng rồi, nguy hiểm quá. Mà. Anh chạy nhanh nhất là hơn cái số đấy, nhưng mà nó là xe khác, không phải xe này. Rồi. Xe này anh chạy Cabrio của anh lên được khoảng tầm 170 rồi, nhưng mà nó đạp mãi nó đéo lên nữa. Ở đây máy 1.4 hộp số cũ, thành ra là nó yếu. Chạy Cerato lên 205 là kinh đấy. 205 là cảm giác nó khác ạ, mấy cả là mình thử thôi chứ xe nó thiết kế ra thì tốc độ đấy. Nó chỉ lên tầm 150, 160 là ok rồi. Một lần anh nhớ anh đi Nội Bài về, anh đi taxi có một ông hình như là Mai Linh hay là gì đấy chứ không nhớ rõ lắm hãng, là ông ấy chạy không được đón anh đang ở sân bay nên đón lên đó luôn, lên đó luôn nhỉ, luôn cho anh về trong Tham City ấy. Ờ được. Rồi về vứt qua anh qua chỗ kia xong rồi thả anh, hay quá anh lên đây đón được khách luôn. Đâu, người ta đặt trước rồi. Ờ vì là anh nhớ là hôm đấy anh đi về anh chạy, ông chạy khoảng tầm 120, nhưng mà xong rồi ông có điện thoại là cũng đón khách. Thế là bắt đầu bố ấy dở một tay, bố dở tờ giấy ra đây, xong bố rút bút ra, đồng này đọc số khách hay thế nào, xong rồi bố cầm bố ghi. Là đi mẹ anh ơi, anh để em ghi hộ cho đấy, không em làm thư ký cho anh được, nhưng mà chị anh làm thế chết mẹ. Chú lái xe thì nên cẩn thận, nhanh chậm một tí nó chả giải quyết gì, nhưng mà nguy hiểm. Em đường vắng thì được phép chạy nhanh. Đó. Anh này nó vẫn có cái độ nó lắng chắc, nó chắc. Cảm giác vặn xe. Của đấy là mình vừa cua lại vừa vào cái chỗ hẫng, cảm giác vặn xe luôn. Mà mình cua ấy là nó cảm giác là cái khung sườn nó vặn sườn, nó vặn sườn chắc xe thôi, đít nó vẩy luôn. Tiền vừa rồi là đít vẩy đấy, tiền nó chỉ như thế thôi mà. Ừ nên thôi, nói chung chạy đường thẳng được, những đoạn cua kiếc hơi kinh. Hôm nay em đi xe yếu thì nó chắc. Hôm nay anh đóng chắc lắm. Anh đóng Q5 anh đóng tiền nó khác hẳn. Ừ, nó gấp 5 lần. Nó gấp 5 lần. Thôi cái này cho về eco. Tí nữa mà cái khách nào nhìn thấy mình đầu đeo cam rồi bảo anh ơi em đang test xe, chắc họ xuống không đi được. Không, mà quen à. Khách hàng của em toàn ở trong Tham City các thứ ấy. Quen mà, người ta cứ bay đi bay lại suốt mà. Hôm qua tối qua vừa bay đấy chứ. Tối qua vừa vào Sài Gòn xong rồi hôm nay bay ra. Đã ra luôn rồi. À, đi công việc mà. Nhiều khi cứ là cuộc sống trên trời mà. Cái này ở trên này bắn, đoạn này bắn nhiều bắn không? Thỉnh thoảng thôi, chứ còn bình thường không bắn đâu. Mấy cả cũng chả đi nhanh được trên đoạn này. Ừ, đoạn này tất cả đều đi chậm, mình đi nhanh là được. Đi thử cho biết này. Cái sau mở nhà ga T3 bên này này. Alo. Vâng, em đang ở sân bay đây rồi. Anh ở đứng ở đâu ạ? Vietnam Airlines. Vâng. Vâng, thì anh cứ ra đây xong anh gọi em nhé. Đến giờ cửa
Chính bảo anh lên tầng 2 đón dễ. À thế à, thế thì đây em ở bãi xe này mà, anh cứ đứng đâu để em tìm nó dễ thôi. Anh cứ đứng ở cái sảnh cửa đến số mấy đấy, nó có 4 cửa đến. Anh đứng cửa đến số mấy, nhìn nhìn vào phía trong ấy, cửa đến số đấy, nó cái cửa đến bao nhiêu đấy, cửa đến số 4 đúng không anh? Vâng. Thì anh ra lên, anh ra lên ngoài cùng giúp em. Vâng. Vâng, em vào luôn đây. Biển số xe của em là 12460 anh nhé. Vâng. Đấy, đi cùng làm được chuyện. Nói chung là nhiều, về nhiều người người ta thay thế mà anh xây nhà người ta thay thế mà. Cái cái option của xe Hàn thì đúng là không không có gì để chê, chả thiếu cái gì cả. Alo alo alo, đây đây đây, đang ở sảnh đây, đang ở sảnh đây. Rồi rồi rồi, ok, đang đi ra sảnh đây. Dưới nhỉ? À, được, đi dưới đi nhanh. Trên anh đón anh hay lên trên. Đâu, trên là đi. Biết rồi, nhưng mà anh toàn bắt đi lên trên đi, vì đỗ xe nó dễ. Lại sang đường hoàng lão. Ờ, mẹ, dần trên này đi kinh lắm. Thỉnh thoảng ấy, phóng lên bắt đầu vừa bắt đầu tăng tốc lên tự nhiên thấy ông đi bộ sang. Đón ở trên tiện hơn là ở dưới. Ở nhà nhà đi toàn là lên trên hết, đỗ xe đỗ xiếc còn tiện hơn. À, đã vào đến sân bay Nội Bài, rất cảm ơn một anh lái xe sân bay đã cho quả trải nghiệm này. Ở đây để quên để chiêu chiêu em lấy vé này phát. Làm tài xế, làm thử tài xế. Thôi tí nữa tài xế thì cho ông lái, tôi không lái nữa. Nhân thấy mình đầu đeo cam lại giật mình. Mất 15.000. Chứ vào mất 15.000. Để qua đêm thì chết tiền luôn đúng không? Đợt này đội bên Sóc Sơn trong xe thế bảo bị đuổi kinh lắm à? Bị đuổi á, nó đâm chết người đánh nhau á. Ồ, thế tức kiểu chắc cạnh tranh hả? Anh cứ đi vào cái lối này. Đi vào cái ngược chiều đấy. Chứ bảo anh Hiếu lên đây vứt sang bên đội xe bên kia mà để cứ vứt vào đây tốn tiền. Đâu, anh vứt bên kia mà, bọn anh còn vứt bên kia mà. Vứt bên kia đội xe của em, vứt mấy bên kia đâu có tốn tiền đâu. Em thuê cả một cái bãi mà. Nào hay là cái cửa đến số 4 chả biết ở đâu. Thôi, em sang em lái đi. Anh, thế này là đủ rồi. Rồi, sức cảm ơn đã cho trải nghiệm. Về luôn. Ừ, chứ chẳng về luôn, mày để tao lại đây à?